có nhiều ý kiến trái chiều trong việc cho con dùng ti giả. Theo quan điểm của cá nhân mình thì là nên dùng. Ti giả là cứu cánh thần kỳ trong những ngày đầu mình còn luống cuống không biết dỗ con. Nó cũng là cách trấn an cho con cực nhanh và hiệu quả khi con gắt ngủ. Ti giả có thể giúp đánh lừa cảm giác, xoa dịu cơn đói nhất thời của trẻ. Trong cơn đói thì ti giả sẽ có tác dụng hoãn binh rất hữu hiệu. Bé học được cách tự trấn an khi ngủ, tự biết cách điều chỉnh cảm xúc với sự trợ giúp của ti giả. Vì vậy, việc con tự ngủ, tự chuyển cảm giác sẽ sớm hoàn thành hơn, cải thiện giấc ngủ cho cả con và cả bố mẹ. Trẻ thường xuyên có thói quen mút tay, đây là một thói quen xấu và không có lợi. Vì thế, thay bằng cho trẻ ngậm tay, bạn hãy cho trẻ ngậm ti giả, bỏ đi dễ dàng hơn. Việc bỏ thói quen mút tay ở trẻ sẽ khó khăn hơn việc cai ngậm ti giả.